lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời mẹ êm ái như đông lúa chiều dì dào. Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng mẹ yêu. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu. Tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ. Lời ru mát mát êm như sáo diều giật dương. Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ. Yên giấc mẹ hiền vui thương biết bao. Thương con khuya sớm bao tháng ngày. Lặn lội reo neo nuôi con tới ngày lớn khôn. Dù cho mưa gió quan thân gầy mẹ hiền, một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền. Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm. Tiếng ru êm đềm mẹ hiền năm chan chứa trên bao xóm làng gần xa. Tình mẹ dâng tới trăng nhan đứng lặng để nghe. Lời ru sáo xuyên núi đồi suối rừng dặm tre. Sóng ven Thái Bình một lòng nuôi nâng vỗ về những ngày còn thơ. Một tình thương mến êm như tiếng đàn lời ca. Mẹ hiền sớm tối khuyên nhủ bao lời mặn mà. Khắc ghi bên lòng con trẻ muốn lòng thơ ấu của an gì khi thức chân đêm. Bao năm nước mắt như suối nguồn chảy vào tim con, mái tóc chót đành đẫm sương. Dù ai xa vắng trên đường sớm chiều về đâu, dù khi mưa gió tháng ngày trong đời.
Thank you.
Cái nhân
Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hôm nay tại chùa Hoa Sen
cho hương lên thân mầu của thượng tòa là phạm nhân tâm kinh. Hầu như tôi nghe hai chữ tâm kinh là một sự mầu nhiệm vô cùng. Đây là một phù thẳng duyên lành và cụ đã nhiều đời tu tập, cho nên bị một sư đặt cho một cái pháp hiệu là tâm kinh. Cách đây hơn 2600 năm lịch sử, Đức Phật vừa cho chúng ta một cái thông điệp mà hôm nay đủ duyên lành tôi xin thưa lên cùng với thượng tòa của chư tôn thiền nhất ở đây. Nhất thiết pháp không sinh, nhất thiết pháp không nhược năng như thị giải, chư Phật thường hiện tiền. Nếu chúng ta liệu đi được hai chữ sinh và diệt, liệu đi thân thể phù sinh trên bờ tự tài làm thêm ra vàng, sinh tử chúng ta hơi khó hiểu, mà nói duyên hợp và duyên tan thì dễ hiểu hơn. Khi đủ duyên lành, Phật tử tâm kinh xuất hiện. Khi hết duyên diệp ta bà này thì bốn đài hương linh gửi về lại cho bốn đài. Thiền sư Thích Nhất Hạnh cùng gửi cho chúng ta một thông điệp vào thế kỷ 20 gần gũi với chúng ta. Hương linh vẫn còn để đi thông dong, bước chân hương linh sẽ về thanh thản, không tròn không khuyết một phần trăng. Hương linh có thấy không, khi mưa xa tiệt áng mây gần, hạt nắng từ trên cao rơi xuống thấp, cho lòng đất thấy bầu trời trong. Sáng hôm nay chúng ta thấy bầu trời trong, đó là hương linh xuất hiện. Chúng ta cần thở một hơi thở nhẹ nhàng thì báo phép là nó hiện vậy. Chim đang hót, thông đang reo, hoa đang nở, trời xanh mây trắng ở đây. Ánh mắt thương yêu sáng tỏ, nụ cười ý thức đông đầy. Này người giàu sang bậc nhất mà tham phương cầu thực xưa nay, hãy thôi làm thân cùng tử, về đi tiếp nhận giá tài, hãy dâng cho nhau hạnh phúc và an trú phút giây này. Hãy buông hết dòng sầu khổ để về tiếp xúc sự sống sáng hôm nay. Ân cha thì cao hơn núi Thái, nghĩa mẹ thì sâu tờ biển Đông. Dầu cho dân hết cuộc đời còn không trả hết ân người sinh ta. Sáng hôm nay thượng tòa vì vậy mà thiết lệ bạc tiếng cầu siêu cho thân mầu. Chư tăng chúng tôi nguyện cầu tam bảo gia hộ, phóng đại hào tướng quan tiệm đồ, cho Phật tử thọ ưu bà di giới, pháp chân tâm kinh sớm siêu sinh về miền tịnh độ. Nam mô siêu lạc độ Bồ Tát, Nam mô siêu lạc độ Bồ Tát, Nam mô siêu lạc độ Bồ Tát, Ma Ha Tát Tát Đại Chúng Minh. Lễ thân mê quên thân thản phù sinh năng kỳ hà kim mô ngọc thổ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nam mô